Khóa học sống thắt lưng nó có rất là nhiều định nghĩa và nó áp dụng cho bất kỳ hay tất cả các vấn đề thoái hóa mà ảnh hưởng tới cái cấu trúc ở cột sống thắt lưng, như là đĩa đệm, thân đốt sống hay là có liên quan đến những cái khớp ở vùng cột sống thắt lưng. Thì chính vì vậy nên các triệu chứng lâm sàng của nó sẽ tương tự với các triệu chứng lâm sàng có được khi mà có tổn thương ở những cái cấu trúc này. Thì cái triệu chứng mà thường gặp khi mà người bệnh đến với lại vật lý trị liệu phục hồi chức năng á, là thường họ sẽ đến vì họ đau lưng, hoặc họ đau chân, hoặc họ đau tê hay là yếu chân. Thì mặc dù nói đến phục hồi chức năng, nhưng mà đối với cái đối tượng người bệnh này thì vật lý trị liệu đóng vai trò chủ chốt, hoạt động trị liệu thì cũng có vai trò nhưng mà ít hơn, thì tôi sẽ nói rõ hơn ở cái phần sau. Thì đầu tiên là về khám và lượng giá vật lý trị liệu. Thì bắt đầu của cái việc khám và lượng giá thì chúng ta sẽ thực hiện cái lượng giá chủ quan. Thì cái việc khai thác thông tin chủ quan của người bệnh nó rất là quan trọng, dù nó không được chuẩn hóa chính thức về mặt khoa học nhưng hầu hết là được ủng hộ trong các guidelines quốc tế. Thì cái chuyện mà khai thác thông tin chủ quan của người bệnh thì sẽ thông qua một số cái câu hỏi, và đối với cái người bệnh đau lưng á, thì chắc phải ở tầm khoảng 30 cái câu hỏi như vậy. Thì ở trong cái khuôn khổ cái thời lượng của cái bài này thì tôi không có thể nào nói chi tiết hết từng cái câu hỏi dành cho người bệnh đau lưng, nhưng mà tóm lại là qua những cái câu trả lời của người bệnh thì chúng ta sẽ có những cái dữ kiện và có những cái thông tin cực kỳ quan trọng để chúng ta quyết định đến cái việc mà chúng ta sẽ khám thực thể như thế nào, hoặc là đến cái việc trực tiếp đến cái việc can thiệp điều trị của chúng ta luôn. Thì ở đây tôi đưa ra một cái ví dụ, như là chúng ta hỏi người bệnh là cái cử động hoặc cái tư thế nào mà khiến họ cảm thấy đau hơn hoặc khiến họ cảm thấy là dễ chịu hơn. Thì ví dụ người bệnh nói là họ đau khi họ chuyển từ ngồi sang đứng, thì đã có rất là nhiều nghiên cứu để chứng minh rằng nó có liên quan tới cái việc đau khớp cùng chậu và đĩa đệm, nhưng mà nó không liên quan tới khớp giang máu. Thì do vậy mà khi người bệnh khai cái thông tin, cung cấp cái thông tin này ra, là chúng ta sẽ có một cái ý tưởng về cái vấn đề mà người bệnh đang gặp phải. Hoặc là một cái trường hợp khác là người bệnh khai với mình là họ cảm thấy giảm đau khi ngay khi ngồi xuống, nghĩa là họ đứng thì họ cảm thấy rất là khó chịu, rất là đau, nhưng mà khi ngồi xuống cái là họ cảm thấy cơn đau nó giảm liền hoặc cái triệu chứng nó giảm đi. Thì lúc đó chúng ta sẽ nghĩ tới cái vấn đề hẹp ở cột sống. Thì cái dấu hiệu này là cái độ đặc hiệu nó rất là cao, đặc hiệu tới 0,93 lần ha. Thì thật ra thì khi mà chúng ta xem xét tới vấn đề sinh cơ học thì chuyện này nó cũng hợp lý, bởi vì khi người bệnh đứng là lưng ở trạng thái duỗi lưng, và khi người bệnh ngồi thì lưng ở trạng thái gập. Thì chúng ta cũng biết là khi mà gập cột sống thắt lưng hay cột sống nói chung thì sẽ làm mở rộng cái lỗ liên hợp ra. Do vậy mà nếu như người bệnh có vấn đề hẹp lỗ liên hợp thì khi ngồi xuống, khi gập cột sống thắt lưng thì cái lỗ liên hợp này được mở rộng ra, và có thể là đó chính là lý do mà họ thấy cái triệu chứng của họ nó giảm đi. Thì bên cạnh đó, bên cạnh những cái thông tin mà chúng ta hỏi để chúng ta có những cái ý tưởng để khám xét như là tôi vừa trình bày, thì ở cái phần lượng giá chủ quan này có một cái phần cực kỳ quan trọng, đó là cái dấu hiệu cờ đỏ. Thì dấu hiệu cờ đỏ để báo cho chúng ta biết là cái trường hợp người bệnh này có một cái bệnh nền gì đó khá là nghiêm trọng, và cái chuyện can thiệp cho người bệnh này nó đã vượt quá cái tầm với của bên vật lý trị liệu hay phục hồi chức năng, và chúng ta lập tức phải gửi người bệnh đi thăm khám bác sĩ chuyên khoa liền. Đó có thể là bác sĩ cơ xương khớp hoặc là bác sĩ thần kinh. Thì do vậy đây là những cái dấu hiệu, những cái thông tin cực kỳ quan trọng. Thì ngoài cái dấu hiệu cờ đỏ thì gần đây thì chúng ta cũng phải cân nhắc tới một cái dấu hiệu nữa, đó là dấu hiệu cờ vàng. Thì dấu hiệu cờ vàng là đã đánh giá cho người bệnh cái khả năng, cái nguy cơ mà họ chuyển thành đau mãn tính. Đau mãn tính là cái định nghĩa đau kéo dài trên 3 tháng, và cái can thiệp cho đau mãn tính thì nó khá là phức tạp và nó rất là tốn kém và mất rất nhiều thời gian, và cái tỷ lệ thành công thì nó cũng cũng không cao lắm. Do vậy người ta rất là sợ cái chuyện mà người bệnh sẽ chuyển từ đau cấp qua đau mãn. Thì để nhận biết những cái dấu hiệu này, cái nguy cơ này, thì có một số cái dấu hiệu mà tôi đã liệt kê ở đây, và để có thể nhận biết nó rõ ràng hơn thì chúng ta có thể sử dụng những cái công cụ đo lường. Thì có thể là có những cái công cụ đo lường khác, nhưng mà ở đây là hai cái công cụ đo lường
rất là phổ biến ở vùng cột sống thắt lưng mà được sử dụng khá là nhiều ở trong y văn. Đó là hai cái công cụ FAQ và cái Starbucks Questionnaire. Thì sau khi mà chúng ta thực hiện xong cái phần lượng giá chủ quan thì chúng ta sẽ tiếp tục bằng lượng giá khách quan hay là khám xét thực thể. Thì đầu tiên là về việc quan sát. Thì thật ra không phải tới lúc này chúng ta mới quan sát người bệnh, mà chúng ta đã quan sát họ từ khi họ bước vào phòng hay bước vào khoa và đến gặp chúng ta. Thì lúc đó chúng ta có thể quan sát được dáng đi của họ, dáng bộ của họ và thậm chí cái thái độ của họ như thế nào để chúng ta có những cái ý tưởng về cái dấu hiệu cờ vàng. Và sau đó thì chúng ta sẽ yêu cầu họ đứng để chúng ta quan sát cái tư thế của cột sống ở phía trước, ở phía bên và ở phía sau. Và chúng ta có những cái tiêu chuẩn để biết được có cái vấn đề gì bất thường ở trong cái ở cái tư thế của người bệnh hay không, và đồng thời có thể là khám phá những cái bất thường khác. Thì ví dụ đây là một cái hiện tượng khá là phổ biến trên lâm sàng. Thì bệnh nhân đến với tôi thì cũng hay có những cái dấu hiệu này, và người ta cũng hay khai là ở nhà tôi thấy là tôi có những cái bị sữa tướng, do vậy mà họ đến với mình thì họ họ sẽ khai với mình cái câu chuyện đó. Thì lúc này thì mình sẽ quan sát cái tư thế này, và cái tư thế này có thể gợi ý cho các anh chị biết là có một số vấn đề mà người bệnh đang gặp phải. Thì tôi không thể nói chi tiết ở đây được, thì nếu như các anh chị có thắc mắc thì lát nữa chúng ta có thể giải đáp vào phần câu hỏi. Hoặc là một cái hiện tượng khác là cái hiện tượng lưng phẳng, thì nó cũng sẽ gợi ý một số cái vấn đề mà có thể là người bệnh đang có, và chúng ta sẽ kiểm chứng ở cái phần khám xét tiếp theo. Và sau khi chúng ta quan sát xong thì chúng ta sẽ yêu cầu người bệnh thực hiện các cử động sinh lý chủ động. Thì các cử động này bao gồm các cử động gập, duỗi hay là nghiêng hay là xoay, và trong quá trình người bệnh thực hiện những cái cử động này thì chúng ta sẽ xác định những cái dấu hiệu phù hợp, tạm dịch từ cái chữ concordant sign, hay có một số sách khác thì người ta gọi là comparable sign, nghĩa là những cái dấu hiệu mà chúng ta có thể so sánh được, là những cái cử động, những cái tư thế tái hiện lại cái đau của người bệnh, và cái dấu hiệu này dùng để mình đánh giá cái quá trình can thiệp, nghĩa là người bệnh có giảm được cái triệu chứng hay không, hay là nó tệ hơn hay gì đó. Thì chúng ta sẽ sử dụng những đây là những cái dấu hiệu để chúng ta kiểm tra. Và khi chúng ta yêu cầu người bệnh thực hiện cái cử động sinh lý chủ động á, thì nếu có kết quả tích cực thì chúng ta có thể sử dụng vào can thiệp luôn. Và khi mà người bệnh thực hiện hết cái tầm cử động mà không có đau thì chúng ta có thể thực hiện cái nén ép cuối tầm để loại trừ cái vấn đề khớp, nghĩa là nếu nén ép cuối tầm mà có đau thêm thì có thể là vấn đề nó nằm ở khớp giăng máu, còn nếu không thì nó có thể nằm ở cấu trúc khác. Và ngoài ra thì chúng ta có thể yêu cầu người bệnh thực hiện cử động lặp đi lặp lại hoặc là giữ lại để chúng ta đánh giá được cái chất lượng của cử động. Thì đây là một số hình ảnh của cử động sinh lý chủ động gập, duỗi và nghiêng bên, xoay. Thì sau khi thực hiện cử động sinh lý thụ động chủ động thì chúng ta sẽ tiếp nối bằng cử động sinh lý thụ động, thì nó cũng tương tự như vậy nhưng mà là do người khám thực hiện cái cử động đó, và khi người khám thực hiện thì sẽ cảm nhận cái cảm giác chuyển động giữa các máu khớp. Đây là hình ảnh của cái chuyện mà của cái việc kiểm tra cái cử động sinh lý thụ động gập duỗi. Đây là nghiêng bên và đây là xoay. Và sau đó thì chúng ta sẽ tiến tới bước tiếp theo là chúng ta kiểm tra cái cử động phụ trợ thụ động, nghĩa là cử động xảy ra giữa hai cái mạch khớp liên máu giữa máu khớp. Thì nó có bao gồm 3 phần, là chúng ta sẽ di động sau trước ở trung tâm, sau trước ở một bên, và cái phần di động ngang. Và chúng ta cũng sẽ cảm nhận được cái cảm giác cái chuyển động giữa các máu khớp, và đồng thời cũng kiểm tra những cái dấu hiệu so sánh, dấu hiệu phù hợp, cái dấu hiệu nó tái hiện là cái đau của người bệnh trong quá trình chúng ta thực hiện. Đây là hình ảnh của di động sau trước ở trung tâm và ở một bên, và đây là di động ngang. Thì ngoài sau khi mà cử động sau khi kiểm tra các cử động thì tiến tới là đánh giá cái hoạt động của cơ thân mình. Thì cái chuyện cái hoạt động của cơ thân mình nó rất là quan trọng. Một số nghiên cứu ta cho thấy là cơ bụng mạnh sẽ
giúp giảm lực tải trên cột sống thắt lưng tới 30% và giảm lực tải lên cột sống ngực tới 50%. Và một số nghiên cứu khác thì người ta thấy là nếu như cơ lưng mà kém sức bền sẽ gây tăng cái nguy cơ đau lưng. Chính vì vậy mà chúng ta phải đánh giá người bệnh ở cả hai khía cạnh luôn, là về sức cơ, sức mạnh cơ và cả sức bền của cơ nữa. Thì thông thường thì sức mạnh cơ thì hay được chú ý hơn, còn sức bền cơ thì hay bị lãng quên. Thì ở đây tôi có liệt kê một số cái test để cho quý vị có thể tham khảo trong việc kiểm tra cái sức bền của cơ lưng, cơ bụng của người bệnh. Thì bên cạnh đó thì tiếp theo thì chúng ta sẽ làm một số cái thử nghiệm, một số cái test chuyên biệt. Ví dụ như là thử nghiệm động thần kinh để chúng ta xem xét là chúng ta có cần phải làm cái kỹ thuật di động thần kinh hay không. Hoặc là chúng ta thử nghiệm cái mức độ ổn định ở cột sống thắt lưng, xem người bệnh này có cần những cái can thiệp giúp để ổn định cái phần cột sống thắt lưng hay không. Thì cuối cùng là chúng ta sẽ lượng giá chức năng. Chúng ta đã đánh giá về mặt thực thể, về mặt cơ thể, nhưng mà liệu những cái than phiền, những cái triệu chứng đó có ảnh hưởng gì về mặt chức năng, về mặt chất lượng sống của người bệnh hay không, thì chúng ta sẽ phải chú ý tới cái phần này, là chúng ta sẽ sử dụng những cái bảng câu hỏi đo lường kết quả như là Roland Morris Low Back Pain Disability Questionnaire hoặc là OS3 Low Back Pain Questionnaire. Thì có thể là có nhiều cái bảng câu hỏi dùng cho cột sống thắt lưng, nhưng mà đây là hai cái bảng câu hỏi phổ biến nhất. Thì đối với cái bảng đầu tiên thì chưa có chuyển ngữ tiếng Việt, còn cái bảng thứ hai thì đang ở giai đoạn chuyển ngữ. Thì đó là sơ lược về việc lượng giá vật lý trị liệu cho một bệnh nhân đau lưng. Thì đối với trường hợp như vậy thì chúng ta sẽ can thiệp và điều trị như thế nào? Thì nguyên tắc đầu tiên là cái kết quả lượng giá sẽ dẫn dắt can thiệp, nghĩa là chúng ta tìm thấy ở người bệnh cụ thể đó cái vấn đề như thế nào, thì ở đây chúng ta sẽ quyết định cái chương trình can thiệp dựa trên cái kết quả đó, nghĩa là sẽ không có một cái công thức, cái chương trình nào cho tất cả các bệnh nhân đau lưng, không có một cái công thức giống nhau nào hết, và chúng ta phải dựa vào cái chuyện lượng giá, và nó sẽ tùy thuộc vào cái dấu hiệu phù hợp, cái concordance size hoặc là comparable size, và các thay đổi trong mỗi lần điều trị và giữa các lần điều trị để đưa ra cái quyết định can thiệp. Có nghĩa là chúng ta sẽ phải thực hiện tái lượng giá liên tục để chúng ta thay đổi, điều chỉnh cái can thiệp nếu cần thiết. Và thật ra hiện tại thì có rất là nhiều cái hướng dẫn và các mô hình can thiệp khác nhau, nhưng mà trong khuôn khổ bài này thì tôi xin phép được giới thiệu một cái mô hình gọi là cái mô hình phân loại dựa trên can thiệp, bởi vì nó cũng có một số cái chứng cứ là nó cải thiện được cái kết quả cuối cùng, cái kết quả can thiệp cho người bệnh. Thì cái phân loại dựa trên can thiệp nó sẽ chia người bệnh thành bốn nhóm. Cái nhóm đầu tiên là cái nhóm hưởng lợi từ cái bài tập chuyên biệt. Thì cái nhóm này sẽ bao gồm những người bệnh mà cái hướng triệu chứng sẽ cái hướng của cái thực hiện cử động á, nó làm cho triệu chứng tập trung lại. Ví dụ như người bệnh này làm khi động tác gập thì cái triệu chứng nó sẽ gom về phía trung tâm, nó sẽ gom lại, thì người bệnh đó sẽ thích hợp với cái bài tập chuyên biệt. Cái nhóm thứ hai là cái nhóm di động, là những người bệnh mà có một số cái tiêu chuẩn, mà cái bộ tiêu chuẩn người ta gọi là cái nguyên tắc tiên lượng lâm sàng á, thì những người này sẽ phù hợp để di động khớp. Cái nhóm thứ ba là nhóm ổn định, có nghĩa là triệu chứng này không giảm bất kỳ cử động nào hết, mà người bệnh cần phải có cái sự ổn định thì người bệnh mới đỡ đau hơn, thì khi đó thì người bệnh được xếp vào nhóm này. Và cái nhóm thứ tư là nhóm kéo căng, là trường hợp mà những người bệnh bị rã thần kinh và đang bị chèn ép và cần phải giải ép. Thì đây là một số cái sơ đồ, một số cái quy trình để phân loại người bệnh ở trong y văn mà tôi có trích ra đây để quý vị tham khảo. Thì đối với nhóm bài tập chuyên biệt thì như tôi đã nói là các bài tập khiến cho triệu chứng tập trung lại. Ví dụ như đối với một người mà khi khám các anh chị phát hiện ra là khi gặp người phía trước thì cái triệu chứng nó giảm đi, thì có thể khi đó thì cái chương trình can thiệp của người bệnh đó là sẽ gồm những cái bài tập mà mô phỏng lại cái động tác gập lưng chẳng hạn. Và phương pháp này cho thấy cái hiệu quả và đem lại kết quả tích cực trong nhiều nghiên cứu. Thì có thể là các anh chị sẽ nghe quen cái thuật ngữ là phương pháp McKenzie đó. Thì cái phương pháp McKenzie được
chứng minh là có hiệu quả hơn điều trị thụ động cho cái trường hợp đau lưng cấp, nhưng mà hiện tại đối với trường hợp đau lưng mãn tính thì chưa có nhiều bằng chứng cho lắm. Đây là một số hình ảnh minh họa cho bài tập chuyên biệt. Đối với nhóm di động thì có một số cái yếu tố tiên lượng lâm sàng về cái độ thành công, về cái khả năng thành công với trị liệu bằng kéo nắng. Thì ở đây có 5 cái tiêu chuẩn, thì nếu như theo nghiên cứu thì nếu có từ 4 tiêu chuẩn trở lên thì nó làm tăng lên cái tỷ lệ thành công lên tới 95%, và nếu bệnh nhân được phân đúng nhóm và đồng nhất thì sẽ phục hồi nhanh hơn với kéo nắng và tập luyện, chỉ sau với tập luyện. Và điều thú vị là trong các nghiên cứu thì người ta chứng minh được rằng không có sự khác biệt gì về mặt kết quả giữa giữa việc kéo nắng và việc di động khớp. Do vậy thì quyết định là kéo nắng hay là di động khớp là quyết định lựa chọn của quý vị, tùy theo cái tình huống trên lâm sàng. Cái nhóm thứ ba là nhóm ổn định, thì sẽ dành cho những người mà khi thực hiện cử động sinh lý chủ động thì không giúp ích gì và cũng không có thay đổi gì cái tình trạng của họ hết. Và ngoài ra thì khi mà sử dụng những cái test về độ ổn định đó, thì có dấu hiệu là mất ổn định ở vùng cột sống thắt lưng. Thì cái vấn đề mà cho cái nhóm này là chúng ta sẽ giúp người bệnh kiểm soát cái cơ sâu và cái cơ tại chỗ, và khi kiểm soát được rồi thì chúng ta sẽ tăng tiến người bệnh lên cho những cái hoạt động phức tạp hơn. Và cái việc kiểm soát này nó có ý nghĩa bởi vì có những người bệnh đau lưng họ không có yếu cơ và cơ họ cũng không có bị giảm sức bền, nhưng mà họ vẫn bị đau bởi vì cái thứ tự kích hoạt cơ của họ đã bị thay đổi. Do vậy mà cái chuyện mà hướng dẫn lại cho họ kích hoạt theo đúng thứ tự là nó rất quan trọng. Thì đây là một số cái hình ảnh minh họa đối với kiểm soát cơ ngang bụng. Ở giai đoạn 1 thì có thể là ở trạng thái tĩnh thôi, nằm ngửa ha, hoặc là ở tư thế quỳ 4 điểm. Sau khi mà ổn hơn rồi thì chúng ta sẽ có thể cho người bệnh là vừa kiểm soát cơ ngang bụng mà vừa phải thực hiện những cái cử động khó hơn. Và tương tự đối với cái việc kiểm soát cơ nhiều chân. Khi người bệnh đã kiểm soát cơ tốt thì chúng ta sẽ đưa người bệnh về với những cái hoạt động chức năng của họ, những cái hoạt động sống hàng ngày. Thì ở lúc này thì cái vai trò của người hoạt động trị liệu sẽ được phát huy, là lúc đó sẽ hướng dẫn người bệnh là cũng kích hoạt những cái cơ theo đúng thứ tự, theo đúng tự nhiên, và cùng lúc đó sẽ thực hiện những cái công việc, có thể là công việc nhà, có thể là cái công việc kiếm sống của họ. Thì đó là vai trò của người hoạt động trị liệu. Đối với nhóm cuối cùng là nhóm kéo căng, thì thật ra đối với nhóm này thì không có đồng nhất trong y văn, các thông tin chưa có đồng nhất, và cái kết luận thống nhất duy nhất đó là chỉ điều trị bằng kéo căng thì sẽ không có hiệu quả cho nhóm này. Có thể nó hiểu nôm na là kéo lưng á, kéo lưng liên tục hay ngắt đoạn gì đó, mà chỉ sử dụng mỗi một biện pháp đó thôi thì sẽ không có hiệu quả cho nhóm này, mà có phải phối hợp với nhiều cái kỹ thuật khác nữa. Thì vừa rồi là tôi vừa mới giới thiệu sơ qua về cái phân loại dựa trên can thiệp, dựa trên điều trị. Thì cái thông điệp mà tôi muốn gửi đến tất cả các quý vị là, thứ nhất là cái chuyện khám và lượng giá nó rất là quan trọng và nó sẽ quyết định cái chuyện can thiệp như thế nào, và sẽ không có một cái công thức chung nào để can thiệp phục hồi chức năng cho tất cả người bệnh đau lưng hết. Thì tôi hy vọng là những cái thông tin rất là ngắn gọn mà tôi cung cấp trong cái bài hôm nay thì sẽ giúp ích cho quý vị, quý anh chị đồng nghiệp trong cái việc mà ra những cái quyết định lâm sàng đối với những người bệnh thoái hóa cột sống thắt lưng hay những người bệnh đau lưng mà quý vị gặp được ở trong cái công tác lâm sàng của mình. Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe.